Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh cũng như các bạn học viên của các ca trước, K10. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của K9. Thì trước khi buổi thi bắt đầu thì tôi có một vài lời muốn nói. Các em là học viên học được cái lớp diễn viên chuyên nghiệp của sân khấu Hồng Vân. Thì trong cái cuộc đời diễn viên đó thì nó có những cái học kỳ để mà các em thể hiện được những cái gì mình đã học trong những thời gian đã qua. Thì cái học kỳ 1 đối với tôi thì cái học kỳ 1 là cái học kỳ quan trọng nhất, thì nó đã đánh dấu một cái bước khởi đầu của các em. Thì qua 6 tháng trời thì thầy trò chúng tôi đã làm việc rất là vất vả. Thậm chí các em có những cái khó khăn riêng cá nhân nhưng mà các em đã vượt qua. Thì đêm hôm nay thì các em sẽ cho mọi người thấy là trong thời gian qua các em đã làm được những gì. Tất nhiên thì nó chỉ là bước khởi đầu thôi, nó không đánh giá được cái gì cả, bởi vì nó chỉ là học kỳ 1. Các em cũng chưa phải là một diễn viên chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ có những cái thiếu sót. Thì mong mọi người bỏ qua, coi như là ủng hộ các em. Và lời thứ hai là tôi xin thành thật rất rất là biết ơn, và không những một mình tôi đâu, rất nhiều thế hệ nữa trước tôi và sau này sẽ sau tôi nữa, đó là U Hồng Vân. U Hồng Vân là một người chắp cánh ước mơ cho các em đam mê với cái nghề. Tuy nhiên, chắp cánh thì cho các em đôi cánh thôi, còn bay được thế nào thì phải nhờ vào nỗ lực của các em nữa. Nhưng nếu không có người chắp cánh thì em sẽ chẳng bao giờ bay được đâu. Và bản thân tôi cũng vậy. Nếu như U Hồng Vân không chắp cánh cho tôi thì ngày hôm nay tôi không đứng đây để mà nói chuyện với lại mọi người. Rồi thêm nữa là tôi xin rất cảm ơn các thầy cô bộ môn đã cùng đồng hành cùng các em trong suốt thời gian vừa qua. Thì hôm nay có một các thầy thì hầu như là bận, là bởi vì các thầy rất nhiều việc. Tuy nhiên trong những cái ngày qua, những cái ngày các em tập dượt cho cái buổi thi này đó, thì các thầy đã hỗ trợ rất nhiều rất nhiều. Trong đó có thầy Lê Quốc Nam là thầy phụ trách bộ môn tiếng nói sân khấu, thầy Phi Phi là thầy phụ trách bộ môn hóa trang, thầy Âu là thầy phụ trách bộ môn múa, thầy Lê Hay là thầy phụ trách bộ môn hình thể, và cô Hồng là trưởng phòng giáo vụ. Và tôi cũng rất đặc biệt cảm ơn đến anh Bồ Câu. Chúng tôi hay đặt anh Bồ Câu là anh Hưng, là người đồng hành cùng các em và giúp đỡ các em rất nhiều. Rồi để có được buổi thi hôm nay là cảm ơn các anh chị K6, K7, K8, K10 cũng đã hỗ trợ các em những cái chuyện mà lặt vặt ở vòng ngoài. Rồi anh Phong K6 thì giúp đỡ các em về cái phần bấm nhạc. Rồi anh Giang thì phụ hướng dẫn các em để mà về mặt cảnh trí. Rồi anh Toàn thì lo về phần ánh sáng. Và đặc biệt là chú Sinh là cái người gần như là cựu trào của sân khấu, là lo về thiết kế. Và đây, nó mới nhìn nó liếc tôi, thầy đâu có quên con đâu con. Và bé bé Quang cũng là K6, là phụ trách về mặt ánh sáng. À, cái bé là mới hồi nãy đem mi ra cho tôi đó. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để mà tham dự cái đêm thi kỹ thuật biểu diễn và tiếng nói sân khấu của K9. Rồi bây giờ thì tôi xin phép cho các em được bắt đầu buổi thi.
Ô cái bọn này nhảy như một lũ điên xong rồi đi ra không gọi mình gì cả. Bỏ con giữa chợ à? Mà hẹn giờ này còn chưa đến nữa chứ. Mọi người biết tôi cầm bó hoa này là đang đợi ai rồi chứ? Đợi tình yêu của tôi. Có ai cất nghĩa được tình yêu? Tôi đang yêu. Tình yêu của tôi đơn giản và nhẹ nhàng, được xuất phát trong hoàn cảnh thơ mộng và hữu tình. Đó là bệnh viện tâm thần. Người con gái có sự hy sinh, chịu đựng và quan tâm đến tôi, làm cho trái tim mỏng manh và dễ vỡ của mình không kìm lại được. Tôi yêu cô ấy từ những mũi tiêm, những viên thuốc mà cô ấy cho tôi uống hàng ngày. Và sau khoảng thời gian điều trị đó, tôi trở thành một con người bình thường. Nhưng không, tôi muốn được điên lại để chìm đắm trong tình yêu đó. Và rồi tôi đưa ra một quyết định táo bạo rằng đâm đầu vào tường để điên lại dù đó là lần cuối. Và chính tôi đã tự kết thúc cuộc đời mình với căn bệnh chấn thương sọ não. We'll be right back.